Dạ, em xin chào anh. Vậy là bây giờ là anh chốt hai cây này và em đã đem ra anh trước riêng biệt hai cây. Đây là cái lô trang giấy của chị em, anh bán giùm chị em. Hai cây này phí ship là anh chịu giúp em nha anh. Tại vì ở trên hình anh thấy thị trường nó khá là to nha anh, nhưng mà cái bộ rễ ảnh thì nhẹ, tại vì bông giấy ảnh nhẹ hả, nhưng mà ảnh cồng kềnh á, cồng kềnh chiều ngang á, thì là em gửi Viettel cho anh á, thành ra là em báo giá gốc xong rồi cái phí gửi á anh chịu giúp em. Và em đảm bảo với anh là cây này là khỏe tốt, rễ là nuôi từ nhỏ nha anh, uống cái bộ rễ từ nhỏ luôn. Đây nhìn ổng giống như con kỳ lân không, ổng có hai cái giò trước nè. Rồi ok nha anh.